đây là một công cụ viết bài Facebook ha, thì thay vì các bạn phải lên ChatGPT rồi các bạn nhập từng câu lệnh để nó ra một cái bài viết chi tiết, chất lượng và đúng hiệu quả, thì ở đây mình đã tạo ra một công cụ viết bài Facebook tự động như thế này ha. Các bạn chỉ cần bấm bắt đầu thôi thì các bài viết sẽ tạo ra cho các bạn chất lượng như thế này đây nhá. Thì các bài viết, tại sao mình nói nó chất lượng, là các thông tin đặc điểm nè đúng hoàn toàn nhá, kể cả những thông số như là 2.5 hay là 3 ly thì nó vẫn đúng hoàn toàn các bạn nhé. Nó kèm có tên thương hiệu, kèm có khách hàng của bạn là ai ha, thông tin sản phẩm nó đúng, tất cả mọi thông tin trong bài viết này nó sẽ đúng từng câu từng chữ bạn nhé. Thì ok, vì sao mình nói như vậy, là công cụ này nó sẽ giúp các bạn làm những công việc mà các bạn thường làm hàng ngày. Đây là một công cụ, khi các bạn nhập vào thông tin, nó sẽ lên Google, nó tìm kiếm các cái thông tin về sản phẩm của bạn như thế nào. Và sau đó nó viết lại sản phẩm đó cho các bạn, dành cho những người có nhu cầu. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn biết, cho các bạn thấy là các bạn cần phải nhập thông tin như thế nào. Thì đây, đây là một cái file input nha. Đây là một cái file input của cái phần mềm này, là các bạn cần nhập vào từ khóa. Đây là từ khóa để tìm kiếm thông tin. Và sản phẩm của bạn đang bán là cái gì? Thương hiệu là thương hiệu công ty của bạn hay là thương hiệu của bạn là thương hiệu gì? Loại bài viết, ở đây mình đang để là Facebook ad hay là Facebook post gì đó tùy bạn. Ngành nghề là công ty hay là thương hiệu của bạn ở đây làm ngành nghề gì? Ví dụ như ở đây là mình đang để là công ty của mình là công ty sản xuất giàn giáo quốc khoa. Và khách hàng mà mục tiêu của bạn, của công ty bạn là ai thì bạn điền vô đây. Và cái ngôn ngữ của bài viết ha, các bạn có thể viết đa ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Pháp gì đó tùy bạn. Và chất lượng bài viết nó ra rất là ok. Không, ở đây mình cho các bạn xem thử một vài bài nha. Đây nè. Đó, không? Đó, không? Ra rất là ok luôn nha. Không phải là bình thường đâu nha. Tất cả bài viết rất ok nha. Đó, không? Bài viết như thế này là rất là ok rồi. Nó đúng vào nè, chầu nhà thầu xây dựng nè, đúng không ạ? Lúc nãy mình nhập vào khách hàng của mình là thầu xây dựng kỹ sư, thì nó ghi là xin chào thầu xây dựng kỹ sư, được chưa? Thì ok, ở đây đó không, đây là công ty của mình, là đây là một cái sản phẩm khó, nhưng mà khi nó viết ra thì chất lượng bài viết rất là ok các bạn nhé. Đó không, đúng không ạ? Nó rất là ok luôn. Cho nên thì bạn nào mà đang có nhu cầu về cái sản phẩm, về cái phần mềm viết bài này, thì hãy liên hệ ngay với Đỗ Mạnh Hồng 0967849934 để mình tư vấn và hỗ trợ các bạn thêm nha.